Xin chào mọi người. Mình là Haruka. Không gặp đâu rồi. Trời ơi. Mình rất buồn. Mình rất thích rằng không thể chào hỏi với mọi người được trước khi về Nhật Bản. Bây giờ mình đang làm việc ở trung tâm trẻ quy tắc ở Yamaguchi, Tây, miền Tây Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về khu vực mình đang sống ở Nhật Bản. Tỉnh Yamaguchi hiện tôi đang sống ở là cách đây xa 330 km từ thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tỉnh này ở tương quan trực tiếp với bãi biển phía bên Bắc, Tây và Nam. Và trong chúng vốn có dãy núi Trung Quốc nên khí hậu khác nhau giữa bên Bắc và Nam. Tỉnh Yamaguchi có một nổi tiếng dựa vào Bắc quốc gia tên gọi là Rurikoji Kojunoto. Chúa này là chúa cứ nhất từ mười trong lịch sử đã được xây dựng trong năm 1422. Bề ngoài của chúa là cực kỳ tốt đẹp. Bên cạnh của tháp Goju có điểm nhà trung tâm chúa Rurikoji, nhiều người tham quan đến chùa này để cầu nguyện sức khỏe và mắc bệnh tật. Trong tin này không chỉ những ngôi nhà cứ một cái tin lịch sử mà có một số tòa nhà hiện đại, khu kiến trúc trụ sở và khu kiến trúc nghị sự được xây dựng như tòa nhà kiểu châu Âu. Hai tòa nhà này được xây dựng vào năm 1916 là tòa nhà quan trọng vì có hai bên kiến trúc kiểu châu Âu và kiểu Nhật truyền thống. Đây là cái dựa và bức bê được sống kiểu trên trống con nhé của tỉnh Yamaguchi được gọi là Ouji Nuri. Kiểu cái sông này Ouji Nuri là một kỳ tật tỉ mỉ bởi vì những dựa và bức bê được sống mãi nhiều lần một cái tỉ mỉ và đêm chẳng cái là bằng trên sông mãi chú ý nhất. Cặp bức bê nằm vào nướng kiểu Ouji Nuri là biểu trưng cho một cặp chôn bộ hạnh phúc nên cây bức bê được lắc vào chồng. Cây dưa cứng vào chồng bởi vì cây này là thiết kế mạnh nên có thể sử dụng nhiều năm. Cuối cùng tôi sẽ giới thiệu một món ăn truyền thống của tỉnh này được gọi là món kawara soba. Đặc điểm của mì soba này là bao gồm bột matcha. Mì này được nướng với thịt bò và trứng. Chúng ta có thể ăn bằng với nước súp. Chúng ta có thể mùi tôm hương gọt của mì soba bao gồm matcha và ăn được với một súp gọt cao bị tốt. Chào mọi người! Mọi người có thích Yamaguchi không? Bây giờ Yamaguchi lạnh quá. Mình sẽ cố gắng làm việc để hỗ trợ thêm quý ta nữa. Và mình muốn làm đồng vai trò để kết nối hai bên nước Nhật Bản và Việt Nam. Sau khi đại dịch Corona sẽ ổn thì hãy mọi người đi đến Nhật Bản nhé. Mình cũng sẽ đi Việt Nam lại. Hãy mọi người
주딘 스코야바 죽음 많이 많네. 행아프라이크.